Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tình hình mưa lũ tại miền Trung vẫn diễn biến phức tạp. Tại Quảng Trị đã có một người mất tích, hơn 2.000 nhà của người dân ngập sâu, nhiều tài sản của người dân bị nước cuốn trôi. Phản ánh của khán giả Vũ Ngọc trú tại Đông Hà, Quảng Trị. Cháy lớn tại quán karaoke 8 tầng rồi lan nhanh sang các nhà lân cận trên phố Trần Thái Tông, Hà Nội. Lực lượng chức năng xác định đã có người tử vong trong đám cháy. Phản ánh của khán giả Trần Quốc Công từ số điện thoại 0969 3 số cuối 866. Một cây cổ thụ trên đường Nơ Trăng Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ ập vào nhà của người dân. Nhiều người tháo chạy khỏi nhà lúc rạng sáng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Hoàng Oanh từ số điện thoại 0986 3 số cuối 215. Bất cập từ lò xử lý rác thải của xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Sau 2 năm sử dụng, công trình này chưa mang lại hiệu quả mà còn gây bức xúc trong nhân dân. Phản ánh của khán giả Nguyễn Tuấn Minh có số điện thoại 0949 3 số cuối 626. Mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng tại Khánh Hòa bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thị Oanh có số điện thoại 0916 3 số cuối 865. Sau đây là nội dung chi tiết. Mưa lớn liên tục trút xuống các tỉnh miền Trung khiến cho người dân tại đây rơi vào cảnh lũ chồng lũ. Từ Quảng Trị, khán giả Vũ Ngọc trú tại huyện Đông Hà cho biết, từ 14 giờ chiều ngày 1 tháng 11, nước trên sông Hiếu đã rút dần nhưng hàng ngàn ngôi nhà của người dân vẫn chìm trong nước lũ. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm kiếm một nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng vẫn đang dùng cano quần thảo trên sông Hiếu để tìm kiếm nạn nhân là anh Hoàng Hữu Thành, trú tại thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, Cam Lộ, bị nước lũ cuốn trôi lúc 11 giờ cùng ngày. Thông tin từ người dân thôn Vĩnh An cho hay, anh Thành cùng anh Mai Chiếm Tân vào vùng lũ thôn Vĩnh An để đưa trâu bò đến vùng cao tránh lũ thì bị nước cuốn trôi, phải trèo lên ngọn cây để trú. Anh Hoàng Kim Hữu và anh Hoàng Tuấn cùng chú thôn Vĩnh An thấy vậy đã ra ứng cứu nhưng chỉ cứu được anh Tân, còn anh Hoàng Hữu Thành bị nước cuốn trôi mất tích. Người dân còn cho biết thêm, nước dâng lên rất nhanh, chỉ sau khoảng 30 phút đã ngập sâu khoảng 2 mét và nhấn chìm toàn bộ. Chỉ trong vòng 10-50 phút là bao nhiêu lũ là từ ngoài là tràn vào nhà và tràn vào mức độ là sâu hơn năm trước, ít nhất là phải nửa mét. Và tầm bà con thì nói chung là chuẩn bị không kịp. Cho nên là cái thiệt hại ở cái khu vực Đông Đình và chợ này thì thiệt hại nhiều. Thậm chí, những người cao tuổi tại địa phương cũng cho hay họ chưa bao giờ thấy nước lên nhanh và ngập sâu đến vậy. Nhà cửa chìm trong biển nước, tài sản trôi đi hầu như không còn gì. Nhà thì nói chung là đô đoan bị về hư hại đó, mấy cái đô cái gì tù lệnh đó, mấy cái thuê có trôi không? Không trôi đâu, ướt về lúa mà. Đầu bò thế nào? Đầu bò là có dắt đi được. Còn nhiều chứ, còn tối nữa chứ. Con là chết tối ngoài nữa chứ. Thưa quý vị, theo thống kê từ Chi cục Thủy lợi và Phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Trị, thì đến cuối giờ chiều ngày 1 tháng 11, có 2.033 hộ dân bị ngập lụt trên địa bàn các xã Cam Thành, Cam Tuyền, Cam Thủy, Cam Hiếu và thị trấn Cam Lộ. Toàn bộ lực lượng công an, quân đội của tỉnh vẫn đang cố gắng hết mình để di tản dân đến nơi an toàn. Mực nước sông Hiếu đi qua huyện Cam Lộ và sông Bến Hải đi qua hai huyện là Vĩnh Linh và Gio Linh đang xuống chậm ở mức dưới báo động 3. Nhưng mực nước sông Thạch Hãn đi qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong vẫn ở mức xấp xỉ báo động 2 và đang lên khá nhanh do nước từ thượng nguồn của huyện Đắk Rông đổ về. Hiện nay thì điện ở các khu vực ngập lụt đã được cắt hoàn toàn. Phương án xả lũ ở các hồ thủy lợi đã được lên phương án nhưng chưa thực hiện. Thưa quý vị, còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù trong ngày và đêm ngày 31 tháng 10, tại huyện Phú Lộc trời chỉ mưa vừa, lượng mưa không lớn, nhưng nhiều nơi trên địa bàn đã bị nước ngập sâu. Đặc biệt là ở khu vực trường tiểu học Lộc Trì 1, xã Lộc Trì. Để đảm bảo an toàn, nhà trường buộc phải cho hàng trăm học sinh phải nghỉ học. Theo phản ánh của khán giả Phạm Tú có số điện thoại 0976 3 số cuối 212, thì tình trạng này diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
ghi nhận tại khu vực trường tiểu học Lộc Trì 1, huyện Phú Lộc. Đoạn đường đi vào trường ngập sâu gần 1 mét, dòng nước chảy rất mạnh. Còn tại đoạn qua quốc lộ 1A, mặc dù đã được nâng cấp, tôn cao nền đường, nhưng vẫn bị ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại, đe dọa đến an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đoạn đường này. Nhiều nhà dân sống trong khu vực này cũng bị ngập nặng. Để đảm bảo an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phân công lực lượng kịp thời có mặt để giám sát, điều tiết giao thông. Hiện nay chỉ mới bắt đầu vào mùa mưa lũ, lượng mưa chưa nhiều và thời gian mưa cũng chưa kéo dài, nhưng tình trạng ngập lụt cục bộ ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc đã diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến việc học tập của con em và đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Người dân rất mong các cấp, ngành chức năng huyện Phú Lộc cần sớm có giải pháp để xử lý, sớm khắc phục tình trạng ngập lụt tại đây. Thưa quý vị, qua tìm hiểu khán giả Phạm Tú được biết, nguyên nhân của việc ngập lụt thường xuyên xảy ra ở khu vực này là do sự bất hợp lý của hệ thống thoát nước. Khi có mưa vừa ở vùng núi Bạch Mã, một lượng nước theo dòng khe thị đổ về đồng bằng, thoát ra theo hai hướng là sông Cầu Hai và sông Hói Rui. Hai sông này chỉ cách nhau chừng 500 mét, nhưng từ khi việc san lấp mặt bằng để xây dựng một số những công trình dân sinh ở đây đã chặn lại dòng chảy, và hệ thống cống thoát thì quá nhỏ và bố trí không hợp lý, làm nước không thoát kịp nên dẫn đến tình trạng ngập lụt, một phần tràn qua quốc lộ 1A thoát ra đầm Cầu Hai. Vào sáng ngày 1 tháng 11, tuyến vận tải khách Sa Kỳ – Lý Sơn – Quảng Ngãi buộc phải dừng hoạt động vận tải khách, vận tải hàng hóa do gió giật mạnh, biển động. Theo tìm hiểu của khán giả Doa Huy có số điện thoại 0978 3 số cuối 761, thì nhiều khả năng phải đến ngày 4 tháng 11, hoạt động vận tải này mới mở cửa trở lại. Sáng ngày 1 tháng 11, Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ đã phải thông báo việc tạm dừng hoạt động vận tải khách trên tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn do biển động cho hành khách. Hành khách bị kẹt lại ở hai đầu bến, nhiều khả năng phải chờ đến ngày 4 tháng 11 khi thời tiết trở lại bình thường mới có thể ra vào huyện đảo Lý Sơn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, sáng cùng ngày, vùng biển Quảng Ngãi có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nên tàu vận tải hoạt động trên tuyến Sa Kỳ, Lý Sơn, đảo lớn, đảo bé, không thể vận chuyển hành khách và hàng hóa. Đài Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo ngư dân không ra khơi trong điều kiện thời tiết nguy hiểm hiện nay. Các chủ tàu phải chủ động theo dõi tình hình thời tiết để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển. Thưa quý vị, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 1 tháng 11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội. Đám cháy bùng phát và bốc cao, bao trùm nhiều ngôi nhà, nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn và quán karaoke. Có mặt tại hiện trường và chứng kiến vụ việc, khán giả Trần Quốc Công từ số điện thoại 0969 3 số cuối 866 đã ghi lại một số hình ảnh và cung cấp cho chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và lan rộng sang nhiều căn nhà. Từ số nhà 39 đến 45 trên đường Trần Thái Tông. Lửa bốc lên nghi ngút, bao trùm mặt tiền 4 căn nhà. Khói đen bốc cao hàng chục mét.
Bên ngoài, 4 căn nhà bị cháy rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại khung sắt và những mảng tường loang lổ. Hàng loạt xe máy dựng trước cửa các căn nhà này cũng bị thiêu rụi. Cách hiện trường khoảng 200 mét, một chiếc ô tô 5 chỗ cũng đang bốc cháy. Phía ngoài hiện trường, nhiều người dân đang khóc và gọi điện tìm người thân có thể mắc kẹt trong đám cháy. Lực lượng cứu hỏa với hàng chục chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đã được huy động. Toàn bộ đoạn đường gần hiện trường đều được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Khán giả Quốc Công cho biết sau gần 4 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên thì 4 căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người đã phải nhảy qua cửa sổ để thoát thân. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy xác nhận đã có người tử vong trong đám cháy. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, vào rạng sáng ngày 1 tháng 11, một vụ hỏa hoạn khác đã xảy ra tại một xưởng gỗ ở làng Mộc Bích Chu, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo thông tin mà khán giả Trương Đông Đô từ số điện thoại 0971 3 số cuối 994 cung cấp, vào đêm ngày 31 tháng 10, tại xưởng gỗ trên đã bị chập điện và xảy ra cháy nhỏ. Dù chủ xưởng và người thân đã tiến hành dập lửa tại chỗ, nhưng do chủ quan nên khi thấy lửa tắt họ đã ra về. Sau nhiều giờ lửa vẫn cháy âm ỉ cho đến rạng sáng ngày 1 tháng 11, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội. Do xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như là mùn cưa, gỗ nên ngọn lửa rất lớn bốc lên, bao trùm khiến cho mọi người không kịp trở tay. Và chỉ đến khi có mặt của lực lượng cứu hỏa, đám cháy mới được dập tắt. Dù không gây thiệt hại về người, nhưng chủ xưởng đã bị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, vào rạng sáng ngày 1 tháng 11, thì một cây cổ thụ cao hàng chục mét trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh bất ngờ nghiêng rồi đổ sập xuống hai căn nhà ở phía dưới. Vụ việc đã khiến cho cả chục người dân hoảng hốt, tháo chạy ra khỏi ngôi nhà. Một số hình ảnh tại hiện trường đã được khán giả Nguyễn Thị Hoàng Oanh từ số điện thoại 0986 3 số cuối 215 ghi lại và chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sự cố xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 ngày 1 tháng 11 tại khu vực gần giao lộ Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng. May mắn không gây thương vong về người, nhưng một ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều người hoảng loạn tháo chạy khỏi nhà lúc rạng sáng. Theo ghi nhận tại hiện trường, cây cổ thụ cao khoảng 30 mét, tán rộng, phần thân gốc to đến 3 vòng tay người lớn ôm mới xuể. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường để xử lý vụ việc. Toàn bộ dân cư ở hai căn nhà kể trên và một cửa hàng gần đó đã được sơ tán để cơ quan chức năng khắc phục sự cố. Đến 11 giờ cùng ngày, nhân viên công ty cây xanh vẫn đang cắt tỉa ngọn cây. Giao thông qua khu vực gặp khó khăn, thiệt hại tại những căn nhà bị ảnh hưởng vẫn chưa được thống kê. Thưa quý vị, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là xã đa ngành nghề như là làm bún bánh, đúc nhôm, sản xuất đồ nhựa. Do đó, tình trạng rác thải nông thôn tràn lan luôn là vấn đề nhức nhối. Năm 2014, địa phương được đầu tư lắp đặt lò đốt rác. Tuy nhiên, theo phản ánh của khán giả Nguyễn Tuấn Minh có số điện thoại 0949 3 số cuối 626, thì sau 2 năm sử dụng, công trình này chưa mang lại hiệu quả mà còn gây bức xúc trong nhân dân. Đây là lò xử lý rác thải của xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư. Được đưa vào sử dụng từ năm 2014, đây là một tiểu mục quan trọng để xã hoàn thành tiêu chí số 17 xây dựng nông thôn mới. Là xã đa ngành nghề, rác thải nông thôn ở đây vốn là vấn đề nhức nhối. Vì vậy, Vũ Hội là một trong 4 xã được đầu tư lắp đặt lò đốt rác đầu tiên của huyện. 500 triệu đồng cho một công trình, nhưng sau 2 năm đi vào hoạt động, tình trạng quá tải rác thải ở đây vẫn không được cải thiện. Quá tải, ô nhiễm, nhưng khu xử lý rác này lại nằm cạnh con đường dẫn vào thôn Hiếu Thiện,
chỉ cách trường mầm non, tiểu học, khu dân cư chưa đầy 100 mét. Trong khi theo quy định, khu xử lý rác thải phải cách ranh giới khu dân cư tối thiểu 300 mét. Gửi clip tới chương trình, khán giả Nguyễn Tuấn Minh thay mặt người dân tại đây kiến nghị các cấp chính quyền và ban ngành chức năng sớm đầu tư nâng cấp sửa chữa lò đốt rác để cho họ được sống trong môi trường nông thôn mới thực sự. Không còn hiện tượng mỗi khi nhân viên lò đốt rác là người dân phải đóng chặt cửa để tránh mùi khói, bụi và hôi thối. Thưa quý vị, về vấn đề này, các khán giả sẽ liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Vũ Hội và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để làm rõ và có hướng giải quyết. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, còn tại Hà Nội thì do chưa trồng hoa cỏ ở đoạn phân cách và không phân định được trách nhiệm quản lý, nhiều người đã ngang nhiên đổ rác thải, phế liệu xây dựng ra đoạn phân cách trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị. Những hình ảnh phản cảm này đã được khán giả Thu Phương có số điện thoại 0969 3 số cuối 693 ghi lại và gửi tới chia sẻ cùng chương trình. Những hình ảnh mới được ghi lại trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Con đường nhiều năm mới được thông suốt, kéo dài, nay rác lại tấn công. Người dân xung quanh cũng như người đi đường không khỏi chướng mắt vì một lượng rác thải chủ yếu là vật liệu xây dựng, đất đá, đổ chất thành từng đống lớn. Ngoài ra, các loại rác thải sinh hoạt cũng được người dân đổ ra bừa bãi. Khu vực này chỉ được quây tạm bằng vài tấm ni lông chắn buộc vào chiếc tủ cũ, bị người dùng bỏ đi, trông rất nhếch nhác. Gửi phản ánh từ chương trình, khán giả Thu Phương hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm thu gom rác thải, trả lại cảnh quan cho con đường vốn đông đúc người qua lại này. Đồng thời cần phải có những biện pháp tuyên truyền và xử lý để người dân không tái diễn việc vứt thác rác thải bừa bãi ra đây. Thưa quý vị, nhằm tìm ra giống lươn thương phẩm có năng suất chất lượng cao cũng như đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Vừa qua thì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng tại một số địa phương. Bước đầu hiệu quả mang lại khá khả quan, lươn phát triển tốt. Quan trọng hơn là vốn đầu tư thấp, quy trình nuôi tương đối đơn giản nên mô hình này được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân và giúp cho bà con có phương pháp nuôi đúng cách, giúp tăng thu nhập. Đặc biệt là hạn chế những rủi ro khi nuôi lươn tự phát trước đây. Để tìm hiểu cụ thể hơn về mô hình này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip dưới đây do khán giả Nguyễn Thị Oanh có số điện thoại 0916 3 số cuối 865 cung cấp và chia sẻ cùng chương trình. Thu hoạch khoảng 6 tạ lươn trong một bể, trọng lượng trung bình khoảng 200 đến 250 g trên một con. Tỷ lệ sống đạt trên 85%. Đây là kết quả đạt được của mô hình nuôi lươn không bùn sau 8 tháng trong bể xi măng do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ của tỉnh Khánh Hòa thực hiện. So sánh với các mô hình hiện có, các chỉ số thu được của mô hình này đều tăng từ 1,5 đến 2 lần. Hơn hết, cách nuôi này được thực hiện nhằm khắc phục những hạn chế mà các mô hình nuôi lươn truyền thống mà người dân đang gặp phải, từ đó hướng tới cách nuôi công nghiệp hiệu quả. Thưa quý vị, khán giả Nguyễn Thị Oanh cho biết là đối tượng nuôi tương đối phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Khánh Hòa, có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định, lươn hiện đang được nhiều người dân lựa chọn để phát triển kinh tế. Với mô hình mới này thì các hộ nuôi lươn có thể tận dụng chuồng trại sẵn có để cải tạo thành bể nuôi có diện tích từ 6 cho đến 10 mét vuông, được lót bạt PE. Điểm khác biệt là mô hình này là sử dụng giá thể vỉ nhựa, dây ni lông thay cho vỉ tre bùn đất trước đây nhằm hạn chế lây nhiễm vi khuẩn. Từ đó cho phép nuôi với mật độ cao từ 200 cho đến 250 con trên 1 mét vuông.
Theo chị Oanh được biết thì với mức đầu tư dù không quá cao, nhưng mô hình này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài với mức lãi khoảng từ 15 triệu đồng một bể. Thời gian tới thì mô hình này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, tiến đến chuyển giao kỹ thuật cho bà con và từng bước phát triển nghề nuôi lươn. Khán giả Nguyễn Thị Oanh cũng chia sẻ thêm, điểm mấu chốt của việc chuyển giao, nhân rộng thành công công nghệ này cho người dân đó chính là ở khâu con giống. Sau đó, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Khánh Hòa cũng đã kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ nghiên cứu công nghệ sản xuất giống lươn nhân tạo ngay trên địa bàn của tỉnh, và từ đó giúp giảm chi phí đầu tư, tăng giá thành sản phẩm, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người nuôi. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã được phát trong ngày hôm nay. Mưa lớn liên tục trút xuống các tỉnh miền Trung khiến người dân tại đây rơi vào cảnh lũ chồng lũ. Tại Quảng Trị, từ 14 giờ chiều ngày 1 tháng 11, nước trên sông Hiếu đã rút dần, nhưng hàng ngàn người dân vẫn chìm trong nước lũ. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm kiếm một nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. Phản ánh của khán giả Vũ Ngọc, trú tại Đông Hà, Quảng Trị. Khu vực trường tiểu học Lộc Trì 1, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên xảy ra ngập lụt dù lượng mưa nhỏ. Nguyên nhân là do sự bất hợp lý của hệ thống thoát nước. Dù mới chỉ bắt đầu vào mùa mưa, nhưng tình trạng ngập lụt cục bộ nêu trên đã diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến việc học tập của con em và đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Phản ánh của khán giả Phạm Tú từ số điện thoại 0976 3 số cuối 212. Sáng ngày 1 tháng 11, tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn - Quảng Ngãi buộc phải dừng hoạt động vận tải khách, vận tải hàng hóa do gió giật mạnh, biển động. Hành khách bị kẹt lại ở hai đầu bến, nhiều khả năng phải chờ đến ngày 4 tháng 11 khi thời tiết trở lại bình thường mới có thể ra vào huyện đảo Lý Sơn. Phản ánh của khán giả Gia Huy từ số điện thoại 0978 3 số cuối 761. Vào khoảng 14 giờ chiều ngày 1 tháng 11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội. Đám cháy bùng phát và bốc cao, bao trùm nhiều ngôi nhà, nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán karaoke. Lực lượng cứu hỏa với hàng chục chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Thông tin về hình ảnh do khán giả Trần Hữu Công từ số điện thoại 0969 3 số cuối 866 cung cấp từ chương trình. Rạng sáng ngày 1 tháng 11, một cây cổ thụ cao hàng chục mét trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ nghiêng rồi đổ sập xuống hai căn nhà ở phía dưới. Vụ việc khiến hơn chục người dân hoảng hốt tháo chạy ra khỏi nhà. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Hoàng Oanh từ số điện thoại 0986 3 số cuối 215. Xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là xã đa ngành nghề. Do đó, tình trạng rác thải nông thôn tràn lan luôn là vấn đề nhức nhối. Năm 2014, địa phương được đầu tư lắp đặt lò đốt rác, nhưng sau 2 năm sử dụng, công trình này chưa mang lại hiệu quả mà còn gây bức xúc cho người dân. Phản ánh của khán giả Nguyễn Tuấn Minh có số điện thoại 0949 3 số cuối 626. Do chưa trồng hoa cỏ ở đoạn phân cách và không phân định được trách nhiệm quản lý, nhiều người đã ngang nhiên đổ rác thải, phế liệu xây dựng giai đoạn phân cách trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị. Phản ánh của khán giả Thu Phương có số điện thoại 0969 3 số cuối 693. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Từ nay, tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD V1 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình ngày chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi thư về địa chỉ email là gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.